Đây chị qua chị coi thử. Chào chị. Chào cưng. Sao cưng đi cô gái, con gái nhà người ta mà cưng gục ghè vậy rồi sao? Mình đi cô ghệ, mình đi kiếm người tình yêu, mình phải hết sức là quyết liệt vô. Mắc mơ gì người ta gục ghè, người ta mắc cỡ. Chứ gặp gái ào ào vô người ta đánh giá mình sao? Bị gì cái cô bên nhà em á, cổ cũng rụt rè mắc cỡ lắm. Chưa thấy nó thấy nó chủ động mà coi. Không có, thật ra là tính em nó hay vui vui và nó cũng nhây nhây lắm. Hồi đó như kiểu chơi game vậy đó, thì em đặt tên kiểu như là cho người ta chú ý vô, em đặt tên là một thằng gay. Chắc nhiều khi lặt như vậy là bị cái huông sao vậy em á. Cái này nguy hiểm nè. Nguy hiểm nha. Có cái chữ đó nó có bao giờ mà không có anh, tại vì nó có một cái gì đó gọi là nó vui vui á, tại vì vui hay là có gì cảm giác giống không, giống vậy à, tại vì em với mấy bạn em là mặt nhìn nó cứ non non á, rồi da thằng nào cũng trắng trắng hết trơn á, nên người ta nhìn vô người ta nói nguyên đám bị đê không mà có thiệt không? Dạ không, có chút gì không? Không luôn. Trời, đàn trai uy tín nha. Chứ để qua mốt đàn gái trả về nó trời ơi phải test hết đất cho bà mối biết. Cái gì mà hết đất? Trời ơi, thời buổi này rồi ai hít đất nữa. Giờ là phải tạ. Tập tạ hả? Vô trong nhà lấy tạ ra đi ông ơi. Tạ đâu trong nhà? Tạ ở nhà anh á. Em qua em bỏ. Em qua nhà anh nào? Khuya em qua đó. Lúc anh đang nằm ngủ mặc cái quần xà lộn. Trời qua đi ngang cái giường anh thấy anh nằm ngủ vô em bỏ tạ trong đó mà. Khuya có qua hả? Ừ, lúc đó thấy anh mặc quần xà lộn nằm ngủ vậy nè. Anh mai vô lấy tạ. Mai mốt khuya có qua nói tôi trước nha. Chi vậy? Trời ơi, ta chuẩn bị. Không biết ông Mai ông rinh ra nổi không, tôi lo quá nè, trời ơi, thiệt luôn á. Trời ơi. Thiệt luôn anh. Làm liền tại chỗ em ơi, phải test chứ. Bà mua gì giữ về cục này chắc. Rồi, vô. Một nè. Hai nè. Thấy chưa? Ba nè. Bốn nè. Năm nè, rung rồi, rung rồi. Rung cái gì mà rung? Sáu nè. Trời. Trời ơi, sao không nhìn ông Mai kìa. Bảy nè, trời. Anh mới rung nhẹ. Tám nè. Sao? Lên chín đi, tôi mới mở rèm cho gặp mặt. Chín là gì? Mười đi, mới mở rèm gặp mặt. Trời ơi, sao? Tiêu quá thì thôi. Cũng được chứ, mười cũng được à, được rồi coi. Cục này chắc 1 chục ký hơn á anh. Hả? Gì 1 chục? Cái này có một nè. Thôi bỏ đi ông Mai ơi, trợn hồi nó lòi con mắt ra ngoài luôn. Hai nè. Thôi khóc. Bỏ tài. Nghĩa là sức mạnh nó có đó. Có 10 cái là được rồi, ngon rồi. Rồi ngon à. Rồi, 10 cái được. Là ngon à. Đàn ông mà 10 cái là ngon á. Được. Về thể lực là đối với chị là cưng qua cái vòng đó rồi đó. Mặc dù nó thở lè lưỡi luôn. Ừ. Rồi, bây giờ mình thử thách tiếp nè. Đúng hả? À, mình vừa qua cái giai đoạn là thể lực. Rồi, giờ mình đọc thơ đi. Đàn ông mà là phải có văn, có võ. Bây giờ mình qua cái bước võ rồi mình tới bước văn. Được không em? Đừng dạy mà quen dân IT. Sao nữa cưng? Sao nữa? Sao nữa? Nó khô khan lắm. Chẳng biết gì à? Chẳng biết gì. Viết thơ tán gái thì gì? Từ từ em quên. Viết thơ tán gái thì em quên. Từ từ. Nói chung là vậy đó. Tôi có thuộc nhưng mà tôi quên. À, nó lấy không... lấy nó thì chẳng được gì. Nhưng mà cưới rồi thì mới biết. IT không kém bất kỳ ai. Đừng có đùa. Em phải cảm ơn ông Mai. Dạ. Ông Mai đã cứu em một bàn thua trông thấy. Rồi, đợi. Đủ rồi. Đủ rồi à? Thử vừa thôi chứ thử quá làm khó đàn trai. Ủa, tôi con gái, tôi có giá, tôi có quyền chứ. Ủa, con trai cũng có giá vậy? Ít nhất cũng cũng đẹp trai chứ bộ, giỡn à? Đẹp trai. Mày cũng giống người chơi song dông với Kim Song Ngu Yun gì đó. Cũng đẹp trai giống Hàn Quốc chứ bộ. Để anh qua coi đàn gái sao mà làm khó với đàn trai dữ nha. Dạ. Sao? Đàn gái nhà tôi dày rồi làm giá duyệt, là đúng chưa? Duyệt, đàn duyệt gái, đó. Duyệt. Nết na dễ thương ha. Bên đàn gái giờ có yêu cầu cho đàn trai không? Em có 9 câu hỏi muốn hỏi. 9 câu mấy hỏi? Mấy câu? À, chỉ có 9 thôi. Ủa, sao nhiều dữ vậy?
Hỏi đi cưng, hỏi đi. Dạ, bạn Nam phải trả lời nhanh. Nếu mà bạn Nam chưa kịp đưa ra câu trả lời thì chị Nam Thư với là anh Quyền Linh có thể hỗ trợ em đếm từ 1 đến 3. Chà, lật quyển sổ rồi. Thôi là thấy mệt mệt rồi đó. Hít thở sâu, hít thở đều. Bạn gái này có vụ khó rồi nha. Rồi, vô. Câu thứ nhất, anh thích một người vì ngoại hình hay nhân cách? Ngoại hình hay nhân cách? Nhân cách. Nhân cách. Nhân cách. Câu thứ hai là một câu hỏi tình huống. Rồi, tình huống. Giả sử đi cùng em có hai người bạn nữ, một bạn rất thông minh, còn một bạn là rất xinh đẹp. Anh thích kết bạn với ai? Một người thông minh, một người xinh đẹp, chọn ai? Thích kết bạn với ai? Mà đi với bả luôn. Đi với bả luôn. Ừ. Đi với cổ mà có thêm hai người bạn, một người xinh đẹp, một người thông minh, thích ai? Thông minh. Thông minh. Chọn bả. Hả? Đi với bả mà. Ừ, dạ, vô quên rồi. Chọn bả. Chọn em. Chị Nam Thư ơi, hình như MC bên đó hơi thiên vị bạn nam, vậy là phạm luật đó chị. Thấy chưa, anh chơi vậy anh chơi phạm luật. Đọc câu hỏi anh câu gợi ý trả lời, nó trả lời sao nó trời ơi, trời đi với bạn. Không thế, em, đàn trai mà phải bên nhau. Có hỗ trợ chứ, trời đất ơi. Rồi, tiếp. Dạ, câu thứ ba, anh có hay ngủ nướng không? Anh có hay ngủ nướng không? Có. Ngủ nướng, có. Ngủ có. Nướng bình thường. Anh có bao nhiêu em gái mưa? Có. Không có ai hết. Đúng rồi, không có ai hết. Không em. Anh có thích đi du lịch không? Thích đâu du lịch đâu? Có, tháng nào cũng phải dùng tiền để đi hết á. Ừ. Vậy nếu trong lúc đi du lịch, bạn gái anh nhờ anh chụp ảnh quá nhiều hay là selfie quá độ thì anh có thấy phiền không? Có phiền không? Không, tại vì em cũng thích chụp hình. Mắc mớ gì phiền, thích luôn mà. Thích luôn. Câu này quan trọng nè chị. Quan trọng, hồi hộp quá. Giữa game, bạn gái và công việc, nếu bắt buộc phải chọn một và bỏ đi hai điều còn lại, anh sẽ chọn điều gì? Cái gì? Game. Bạn gái. Công việc. Chọn một. Bỏ hai. Chọn nào? Có một cái chọn được thôi. Dạ. Game, bạn gái và công việc. Công việc. Hả? Muốn chọn công việc. Mày của nó chọn nha. Anh có tư vấn không? Chọn bạn. Dạ. Nếu như là vợ thì em sẽ chọn vợ. Còn nếu mà bạn gái thì em sẽ chọn công việc. Hay. Được. Công việc. Câu tiếp theo. Trong một nhóm bạn, anh là một người trầm lắng hay khuấy động? Cả một nhóm bạn của em ai cũng khuấy động hết. Khuấy động cho vui. Khuấy động. Vậy ví dụ nếu có một bạn nữ nhờ anh trở về thì anh có trở không? Trước kia thì có thể có, em có trở về. Nhưng khi mà có bạn gái rồi á thì tùy vào tính cách của bạn gái. Nếu mà bạn gái thấy là ok, bình thường thì em sẽ chở, còn nếu bạn gái không chịu thì em sẽ không chở. Thí dụ như không có bạn gái ở đó thì em có chở không? Dạ, cái đó là tùy trường hợp đấy anh. Thí dụ như là đồng nghiệp của em đi mà trên đường đi về á thì chỉ là đồng nghiệp thôi thì em sẽ trở về bình thường. Ừ. Còn nếu như mà chịu trở về mà ngược đường á thì không. Cũng phải từ nhiều khi đêm khuya người ta kẹt có người. Thì bởi vì nó là tùy vào trường hợp nữa. Mình không có thể là cứng nhắc cái gì cái vậy nữa. Người ta là hỏi là có chở, tùy trường trả lời hỏi nhanh mà ông ngồi ông giải thích nữa, bây giờ có hoặc không thôi. Có. Không hả? Trời, tôi nói có mà. Người ta chở thôi mà, chứ đâu phải chở là yêu đâu. Mà là giờ có hoặc không? Có. Là anh trả lời hay là ổng trả lời? Anh. Trời ơi, người ta hỏi ổng hả? Ủa vậy hả? Có chở không? Có đi, em nghe lời quân sư. Có. Ủa mắc mớ chở mà, đâu có yêu đâu sợ. Có nha cưng. Rồi tiếp. Câu hỏi tiếp theo thì sẽ có 3 sự lựa chọn và anh sẽ chọn một trong 3 sự lựa chọn. Ủa, đó. Trời, mệt ghê luôn á. Khi anh để ý một người, anh thường làm gì để người ta chú ý tới anh? Lựa chọn thứ nhất, tạo ấn tượng trước người đó. Tạo ấn tượng trước người đó, minh họa đi. Rồi, hai. Tìm cách xuất hiện nhiều lần trước người đó. Em xuất hiện hoài luôn. Đó. Gì nữa? Ba. Và lựa chọn thứ ba là nói xấu người đó. Em sẽ chọn cách là tạo cách ấn tượng. Đúng rồi. Còn câu cuối cùng chị. Trời câu ơi. Cuối cùng. Lấy vợ khó dữ trời. Giả sử lúc này đã là 10 giờ đêm và anh đang đi nhậu với đối tác và trao đổi một công việc quan trọng. Bạn gái anh lo lắng, gọi điện liên tục. Anh sẽ làm gì? Lựa chọn thứ nhất, tắt máy hoặc liên tục từ chối cuộc gọi. Lựa chọn thứ hai, gắt gỏng, anh đang bận rồi cúp máy. Lựa chọn thứ ba là một cách khác, anh có thể nêu cách cụ thể của anh. Em sẽ nói cách của em. Ừ. Công việc của em nếu mà có đối tác này kia sẽ nói chuyện với nhau trên Skype á. Và cái thứ hai là em không có nhậu. Đi cho cuộc vui thì em chỉ là uống hay nhấp môi này kia thôi. Bạn gái gọi thì em vẫn nói chuyện bình thường, em sẽ bắt máy ở ra ngoài nói chuyện. Anh có gắt gỏng tại vì anh đang trao đổi công việc quan trọng. Đang trao đổi công việc quan trọng gọi có gắt gỏng không? Không nên gắt gỏng tại vì bạn đó đang quan tâm tới mình. Đúng rồi, bạn đó quan tâm gì? Tới mình thì mình không thể nào mà phụ được. Giống như anh cũng buổi tối đi liên hoan liên hiết gì á bà xã gọi. Gọi hoài, càng gọi anh càng cười. Thiệt hả? Đối tác. Ổn chưa? Trời ơi, tôi lo quá. Được rồi. Chưa? Hỏi nữa tôi đóng cửa đào luôn á. Chúng ta có 2 phút để nói chuyện. 2 phút bắt đầu. Thật ra thì đầu tiên là anh định tặng em một cái váy.
Nhưng anh nghĩ lại là anh sợ anh sẽ không vừa sai hay gì đó, hay là nhiều khi anh sẽ không thích cái màu của em với anh. Cái sô-cô-la thì nó sẽ có cái ý nghĩa hay hơn. Đầu tiên thì sô-cô-la nó đắng, sau này thì nó mới là ngọt. Bởi vậy thì anh tặng cho em thì anh hy vọng là trước khi mình gặp nhau mình cũng chưa có gì, thì nó rằng là một mối tình nó đắng, thì sau này nó sẽ là nó, mình sẽ trao dồi thêm, mình đo đường sữa đồ này nọ vô thì nó sẽ có một cái vị khác. Cho em hỏi anh một chút nhé. Ngày xưa cô giáo có khen anh học giỏi văn không? Thật ra thì hồi đó giờ chưa bao giờ anh được 7 điểm văn. Anh bị kéo xuống học sinh trung bình đồ này nọ là tại vì môn văn. Nhưng mà lúc nãy giờ em thấy anh rất là ngọt ngào. Cảm ơn em. Lúc trước thì anh có nói anh là lập trình viên. Thì những người làm công việc lập trình viên rất là bận rộn. Có thể là làm cả thứ bảy chủ nhật nữa. Em không biết là điều đó có đúng với anh không. Mà nếu mà đúng như vậy thì làm sao mà anh có thể cân đối được giữa công việc và cuộc sống để có thể hẹn hò? Thật ra thì trước Tết á, thì anh cũng nói như em nói cái là thì buổi sáng làm, xong buổi tối cũng làm, và thứ bảy chủ nhật cũng làm luôn. Khoảng thời gian gần đây á, thì anh thấy làm như vậy nó không có cái gọi là mới đi á, nên anh quyết định là anh sẽ không có làm những làm thêm nữa. Anh chỉ lấy cái lương cứng thôi, và thời gian còn lại là anh đi học. Bởi vậy cái thời gian mà anh rảnh nó cũng nhiều hơn. Quan điểm tình yêu của mỗi đứa như thế nào? Yêu là nghĩ về nhau được rồi, cũng không nên phải ràng buộc quá nhiều. Chứ chỉ cần là em luôn nghĩ em chỉ có một người bạn trai. Còn em có đi chơi với ý là người bạn thân của em từ đó trước tới giờ đi, thì không có lý do gì phải ghen hay là chuyện gì. Có nghĩa là anh cho phép em có bạn thân là nam giới? Chứ nó bình thường. Vậy anh em muốn... có cho ngược lại không bé Trang? Quan điểm của em là em không thích anh có em gái mưa hoặc là có bạn thân là nữ giới. Em cũng không có bạn thân là nam giới. Thì anh có thay đổi theo suy nghĩ của em không? Bình thường, thật sự mà vì nhau rồi á, một trong hai người sẽ từ từ phải thay đổi mà thôi. Có thể là anh sẽ thay đổi theo xét xỉ của em. Được mà đúng không? Rồi, mỗi đứa nói một câu, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Anh nghĩ em cũng khá là hợp với anh, theo đúng cái kiểu mà anh thích. Nhưng mà em có thể để tóc dài không? Lúc trước là em để tóc dài, nhưng mà sau này để thay đổi thì em đổi sang tóc ngắn. Em có ý định sẽ để tóc dài không? Dạ có. Chúng ta hết thời gian. Kiểm tra lại xem con tim mình thật sự rung động chưa các bạn nhé. Nào, 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian rồi. Nào, tại sao em gái lại không bấm? Lúc mà trả lời 9 câu hỏi của em thì em cảm thấy có một vài câu hỏi dựa trên tiêu chuẩn của em á, thì nhưng tại sao em lại dựa vào 9 câu hỏi đó để chọn người yêu của mình, trong khi người thật thế này? Dạ, vì lúc mà anh ấy trả lời trong một thời gian ngắn như thế thì sẽ là trả lời chân thật nhất. Thì em tin là 9 câu hỏi đó có thể khắc họa một cách tương đối. Cái đó là cách của em, nhưng với quan điểm của anh á, chúng ta có người trực tiếp, chúng ta nhìn và chúng ta sẽ kiểm tra từ đôi mắt, kiểm tra từ cái tính chất và cái phong cách của anh ấy. Theo anh đánh giá đó, cậu này là một người rất là ok. Bé gái, chị cũng là phụ nữ, chị cũng chưa có người yêu. Cái gì thì không biết, chúng ta có thể xài bằng công thức. Nhưng riêng với tình yêu thì chúng ta đừng trắc nghiệm nó. Bởi vì tình yêu mà khi chúng ta đưa vào trắc nghiệm thì nó sẽ không còn hay ho, nó không còn thăng hoa, nó không còn nhiều cái feeling nữa. Đừng cứng nhắc trong suy nghĩ, thả lỏng con tim mình. Biết đâu hai bạn đứng đây không thành đôi, nhưng về chúng ta trao đổi kết bạn, qua đó chúng ta tìm hiểu nhau thì ai biết được. Trên truyền hình có hàng triệu chàng trai sẽ bấm cho em, và hàng triệu cô gái sẽ bấm chàng trai này. Đừng lo lắng điều đó nha. Chúng ta sống bằng thật con tim của mình. Cảm ơn các bạn.